Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang xem chương trình Luật pháp và đời sống, và tôi là luật sư Bùi Đăng Khoa. Và trong văn phòng thôi, chúng tôi rất là xin lỗi là luật sư Robert Phạm hôm nay không có ở trong văn phòng để thôi vì bận công tác. Một lần nữa chúng tôi mở đường dây để cho quý vị đặt những câu hỏi, số điện thoại là 1-844-858-7000, một lần nữa là 1-844-858-7000. Và rất là xin lỗi, những câu hỏi nào liên can với vấn đề nó gọi là di trú thì chúng tôi nhường cái câu hỏi đó lại cho luật sư Tuấn vào trong ngày thứ hai, thì quý vị có thể gọi vào xem chương trình về vấn đề di trú trong ngày thứ hai thì quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi. Riêng ngày hôm nay thì để bắt đầu chương trình, tôi muốn trình bày cho quý vị một cái luật, nó đó, luật mà cái vụ này nó liên can tới vấn đề nó gọi là cái quyền giam một cái người lại với vấn đề nó gọi là không có bằng chứng, mà cái vụ này nó kiện lên tới tòa án tối cao cấp viện của liên bang. Thì trong cái vụ này nó, cái anh chàng này, anh là một cái người gọi là ngồi bên cạnh thôi, anh không phải là cái người lái xe, mà vì lý do đó cái người lái xe họ với có nghĩa là họ ngoẹo trái nhưng mà họ quên họ không có bật đèn xi nhan, và anh cảnh sát anh ngừng lại. Thì khi anh ngừng lại đó, anh với một cái cớ để anh kiếm, anh kiểm tra thì anh thấy có một cái lọ thuốc ở trong đó. Thì anh mới hỏi cái lọ thuốc này là lọ thuốc gì, thì cái anh mà ngồi bên cạnh anh mới bảo cái đây là cái lọ thuốc và vitamin thôi, chứ không có, nó phải không là gì. Thì trong cái trường hợp đó, cái người cảnh sát họ nghi ngờ ở đây là nó có thuốc về vấn đề nó gọi là ma túy. Sau khi kiểm tra lần thứ nhất đó, nó trở lại là không có phải ma túy. Thì anh mới kiểm tra lần thứ nhì, thì cái vấn đề cái người mà kiểm tra đó, họ mới trở lại họ nói là cho dù là nó không có ma túy trong đó, anh cũng ra làm chứng là có ma túy. Và cái anh cảnh sát anh nói là tôi nhìn cái viên thuốc là tôi biết nó là ma túy rồi. Cái vấn đề là cái người cảnh sát nó có quyền giam cái anh này, chưa có bằng chứng gì hết, chỉ có vấn đề là anh nghi ngờ là nó có ma túy thôi, chưa có kiểm tra, chưa có thí nghiệm, chưa có cái trường hợp gì vấn đề mà chứng minh là cái viên thuốc này nó là ma túy. Cho nên mang lên tới tòa án tôi cấp với viện, thì tí nữa tôi sẽ trở lại tôi giải đáp cái tòa án nó giải đáp như thế nào, và để cho quý vị hiểu biết cái quyền về nhân quyền trong cái xã hội của Hoa Kỳ. Một lần nữa số điện thoại cho quý vị gọi vào là 1-844-858-7000, và xin mời quý vị khán giả trên đường dây ạ. Hello. Hello. Dạ vâng. Xin chị đặt câu hỏi ạ. Dạ. Dạ em có một cái người contractor đó, họ họ làm việc không có đúng thì giờ, với lại họ bây giờ họ bỏ phân nữa, mình lỡ mình dạy mình đưa tiền hết cho họ, bây giờ mình họ break cái contract rồi họ làm hư tùm lum, bây giờ mình muốn hỏi gì thưa luật sư, mình ra tòa nó gọi là small claim nó thì khoảng bao lâu, mà khi mình ra tòa đó có cần luật sư hay là tự mình làm được hay không? Với lại câu hỏi thứ hai, xin luật sư cho biết là nếu mà tòa nó xử mình thắng mà cái người làm đó họ nói họ không có tiền thì mình có làm gì được họ hay không? Họ lấy tiền người ta họ gạt dễ dàng như vậy, mình có làm gì nếu mà họ không có tiền mà mình thắng tòa? Xin luật sư trả lời giùm. Dạ vâng. Cái số tiền là bao nhiêu đó chị? 25.000. Ok. 25.000. Yeah. Lý do tôi hỏi là như vậy. Thứ nhất, một trong cái tiêu chuẩn mà cái căn bản mà của cái tòa án nhỏ gọi là Justice of the Peace, mà cái tòa án mà địa phương của mình đó, nó chỉ xử theo tính cách là có nghĩa là 10.000 thôi. Cho nên nếu với trường hợp mà chỉ có con số chỉ hơn 10.000 thì chị phải kiện lên cái tòa án trên. Cho nên nó hơi phức tạp một tí. Nếu mà thật sự kêu đòi bồi thường, cái con số chị trả 25.000 không có ý nghĩa là cái thiệt hại của nó. Cái thiệt hại nó có thể là chỉ có khoảng chừng 8.000 hay là dưới 10.000, tùy theo cái sự mà tốn kém để mình bổ túc hoặc là mình sửa lại những cái sai lầm của cái người mà họ làm cái contract của chị. Cho nên cái căn bản đầu tiên mà chị phải làm là chị phải kiếm, có thể phải kiếm một cái người contractor khác, nói là nếu mà tôi thay cái này, tôi sửa cái này lại để bổ túc cái hư hỏng này đó, thì tôi sẽ tốn kém như vậy như vậy. Cái vấn đề khó khăn của cái vụ của chị là khi chị mang cái vụ kiện này ra đó, chị phải có bằng chứng là thứ nhất cái thiệt hại nó là bao nhiêu, thứ hai làm sao mà mang cái người gọi là cái người contractor đó đi chung với mình để họ làm chứng là tôi trong cái nghề nghiệp này tôi đã làm tương đây, tôi nhìn cái này tôi biết đây là cái giá tiền mà nếu mà phải sửa chữa để bổ túc để sửa lại những cái này nó sẽ tốn kém như vậy. Tại nếu mà đối phương họ có luật sư đó
thì có một số những cái khó khăn của chị là cái bằng chứng của chị nó có thể nó không có vô tòa, mà nếu nó không có vô tòa được á thì có nghĩa mình không có đủ bằng chứng để mình chứng minh được cái thiệt hại, thì cái vụ của mình nó sẽ yếu đi hoặc là mình sẽ thua. Cho nên cái vấn đề nó gọi là nếu kiện á, mình kiện lấy được nếu nó là cái tòa án nhỏ, nhưng mà nếu nó lên cái tòa án trên thì cái phức tạp của nó bằng chứng nó hơi khó khăn một tí, là tại vì nó theo cái công thức về vấn đề chứng minh là có đủ cái tiêu chuẩn bằng chứng không. Còn nếu có tòa nhỏ thì nhiều khi cái ông tòa ông có thể ông xích sắt ông bỏ qua mấy cái vấn đề cái chi tiết đó, giờ ông nghe cái lời khai của mình, ông coi cái thiệt hại như nào thì ông xử. Tòa án nhỏ nó có một số những cái yếu điểm ở trong đó, là thứ nhất đó, nếu chị thắng cho nữa đó thì cái người đó họ có quyền kiện lên cái tòa trên, thì nếu nó kiện lên cái tòa trên lại xử lại bắt đầu lại từ đầu. Cái thứ hai đó, cái tòa nhỏ mà nó thắng thì giống như tôi nói là chỉ dưới 10.000 thôi nha. Và cái thứ ba, trong cái trường hợp mà nó vấn đề nó tòa nó xử đó, thì đối với cái người mà gọi là con tòa họ xử cái vụ này, mình không có biết là họ có vấn đề nó gọi là xử theo tính chất là hiểu biết cái vụ hay không, hay là nhiều khi nó xử, nói thẳng là nhiều khi xử, nhiều khi về vấn đề cái cách mà xử nó không có được rõ ràng theo luật, giống như là mấy cái tòa lớn, tại vì mấy cái tòa lớn họ phải theo cái khuôn của nó, cái bằng chứng của nó. Cho nên có nhiều người luật sư họ không thích xử cái tòa nhỏ là như vậy. Nào nếu mà trong cái trường hợp mà chị nói là thắng được đi, thì về vấn đề nó gọi là thắng được á, cái giấy mà nó gọi là giấy thắng này nó không khác gì giấy nợ. Thì tổng quát, đây tôi nói tổng quát tất cả những cái nợ thôi, đối với những cái nợ ở tiểu bang Texas á, nợ nó không có tù, nhưng mà những cái tiêu chuẩn mà nó gọi là lấy lời khai với lại cái tiêu chuẩn mà gọi là chứng minh để là mình không có tài sản này, có thể ông tòa ông bắt mình ra trước ông để giải thích tại sao mình không có trả lời những cái câu hỏi đó. Thì một trong những cái mà trường hợp mà về vấn đề đòi nợ nó rất là khó khăn đối với tiểu bang Texas, mình có thể mình để cái giấy đó lên thôi, nhưng mà không có ý nghĩa là mình sẽ đòi hoặc là mình lấy được cái bồi thường đó. Nhưng mà đương nhiên tôi không có phê bình cái vấn đề có nên kiện hay không kiện, là tại vì kiện là đã cũng không có phải là đơn giản rồi. Đòi nợ với đòi cái tiền bồi thường cũng không phải đơn giản, nhưng mà nhiều khi ngoài cái cách đó không còn cách nào để có nghĩa là mình chứng minh là thật sự là cái sai lầm của người đối phương. Cho nên khi chị làm những cái vụ kiện này, sợ là có thể là chị thắng được cái vụ kiện nhưng mà không có biết là chị đòi được cái nợ đó để lấy cái tiền nó lại không, là một vấn đề khác. Tại vì bên đối với tiểu bang Texas nó rất là khó đòi lại. Vâng. Cảm ơn. Dạ vâng, một lần nữa, vâng, số điện thoại để cho quý vị gọi vào là 1844-858-7000, 1844-858-7000. Và để tiếp tục cái đề tài mà tôi đã trình bày ngay lúc đầu là vấn đề cái anh chàng mà anh ngồi bên cạnh cái người lái xe đó, anh bị kiểm tra nhưng mà chưa có bằng chứng gì hết, thí nghiệm nó là xảy ra sau. Còn cái vấn đề giam anh lại là chỉ vấn đề nó gọi là cái lọ thuốc đó. Cái ông cảnh sát, ông nói là tôi nhìn cái lọ thuốc là tôi biết nó là vấn đề nó gọi là ma túy rồi, chứ không có thể nói là cái trường hợp là cái lọ thuốc rồi là có thể là vitamin. Nào sau khi anh bị giam trong đó 48 ngày sau đó, thì qua vấn đề cái phiên tòa, tòa nó khám phá ra là không có đủ bằng chứng, không có đủ để vấn đề chứng minh anh là có nghĩa là bị giam anh lại, mà cái thuốc trở lại thì nó không có một cái bằng chứng gì với cái chất ma túy gì trong đó hết đó. Thì anh với kiện cái vấn đề cái boss cảnh sát, anh nói là giam anh mà không có đủ bằng chứng. Anh kiện cái quận đó nói là giữ anh lại mà không có bằng chứng gì hết. Thì một trong cái lý thuyết mà cái quận nó nêu ra, nó nói là chúng tôi cho anh xử đàng hoàng mà chúng tôi để cho cái cơ hội để anh chứng minh, là có nghĩa là anh không có đủ bằng chứng thì chúng tôi đã thả anh ra rồi. Sau khi chúng tôi thí nghiệm, chúng tôi đã ra tòa, chúng tôi chứng minh là anh không có đối với lại cái nơi cảnh sát không có đủ bằng chứng thì chúng tôi đã thả anh ra rồi. Sau 48 ngày anh bị giam, cái vấn đề thắc mắc của cái tòa án tối cao Hắc Viện là giải đáp là anh đã được cái dịp để anh ra tòa rồi, anh được cái dịp để có nghĩa anh xử rồi, thì anh vẫn có quyền để chứng minh là cái bản sát này nó gọi là bất hợp pháp theo tính cách là giam anh lại không có đủ bằng chứng dưới cái luận hiến pháp nó gọi là Fourth Amendment Right hay không, luật phân vấn đề nó gọi là chương 4. Trong cái khía cạnh đó thì tòa án tôi khác biệt, nó bảo là vấn đề cho dù có quyền cho anh mang ra tòa để xử mà khám phá ra là không đủ bằng chứng cho nữa đi, thì cái vấn đề đó cũng không phải giới hạn hoặc là cấm ảnh để ảnh mang cái vụ kiện, tại vì giam ảnh lại, giữ ảnh lại mà không có đủ bằng chứng là có nghĩa là trái với lại cái nhân quyền của ảnh rồi, gọi là civil right của ảnh rồi. Thì vấn đề cái lý thuyết mà ảnh có quyền ảnh mang cái vụ kiện để đòi bồi thường nó vẫn còn ở đó. Cho nên vì lý do đó, đối với cái xã hội Hoa Kỳ này, nó rất là bảo vệ vấn đề nhân quyền theo tính cách là phải có bằng chứng đàng hoàng chứ không phải là tự ý, mà có nghĩa là giam. Cho nên nhiều khi chúng ta lái xe lưu thông hoặc là cho vấn đề chúng ta bị phạt hay cái gì đó nữa, cảnh sát lúc nào cũng hỏi tôi, cho tôi kiểm tra được không, cho tôi coi đằng sau được không. Những cái đó là một số những cái trường hợp mà vấn đề cái quyền của mình có quyền mình giới hạn, mình nói là không.
tôi không muốn ông kiểm tra cái xe của tôi. Thì thường thường cái câu trả lời là nếu mà anh không có gì thì anh sợ cái gì để tôi coi xem có cái gì không, chứ còn nếu mình không có làm gì bất hợp pháp thì mình cho họ coi đâu có sao đâu. Cái đó không phải là cái vấn đề, cái lý do mà để có nghĩa là mình cho, hoặc là vấn đề mà có nghĩa là cái hoàn cảnh mà mình nên cho cái người cảnh sát hoặc là bất kỳ người điều tra họ khám. Về vấn đề cái nhân quyền của mình là mình có quyền tự do mình lái xe, đây không phải là cái chỗ nơi giống như là về vấn đề cộng sản mà có quyền họ kiểm tra lúc nào kiểm tra. Nó có luật lệ đàng hoàng trong về cái công thức là chúng ta có thể vấn đề đi, mà nếu chúng ta không làm gì bất hợp pháp thì không có ai có quyền tự nhiên kiểm tra, khám xét, giữ mình lại, giam mình lại theo tính cách mà nó gọi là vô lý, mà coi như là bất hợp pháp hết. Cho nên trong cái quyền gọi là vấn đề, nó gọi là về đến là lưu thông, họ chỉ giữ lại trong tính cách là đưa giấy phạt thôi. Còn nếu họ muốn kiểm tra hoặc khám xe mình thì họ phải có cái giấy trắc tòa hoặc là họ xin giấy trắc tòa. Thì thường thường chúng ta nghe nói là nếu mà anh không cho tôi chúng tôi khám, chúng tôi sẽ lấy giấy trắc tòa, thì anh phải ngồi đây anh chờ. Trong cái công thức thật sự mà nói, mình có thể mình biết là trong cái xe mình không có cái gì, nhưng mà lỡ giả tỷ vì lý do gì đó mình không để ý cho tính cách, người thân nhân, người quen thuộc, người mình cho mượn xe, họ để cái gì phía sau cái cốt xe mình không để ý tới, mình không biết tới, thì hóa ra mình bị liên lụy, hoặc là trong cái trường hợp đó mình bị ảnh hưởng trong cái vụ này. Cho nên về cái vấn đề cái quyền của dưới cái luật mà kiểm tra, với lại những cái quyền mà của người cảnh sát họ họ khám những cái nhà, cái xe của mình được bảo vệ theo cái luật hiến pháp của Hoa Kỳ. Và tôi mong rằng quý vị hiểu cái khía cạnh này để ít nhất đó mình biết được cái quyền lợi của mình trong sống trong cái hóa xã hội Hoa Kỳ này. Tôi không nói làm những cái chuyện bất hợp pháp, nhưng mà nói về vấn đề cái nhân quyền của mình để mình bảo vệ mình là một cái người dân chúng của cái nước xã hội mà nó gọi là có luật pháp đàng hoàng, thì cái quyền bảo vệ nó nằm ở đó để cho chúng ta được an toàn, chúng ta được đi đây tự do trong cái sống trong cái xã hội Hoa Kỳ này. Một lần nữa số điện thoại để cho quý vị đặt những câu hỏi là 1-844-858-7000, 1-844-858-7000. Để vô tôi sẽ giải thích cho quý vị những cái công thức mà những khi quý vị bị lưu thông với bị nó gọi là giấy phạt đó, nó ảnh hưởng như thế nào, cái ý nghĩa nó như thế nào, để cho ít nhất quý vị không có phải lo sợ cho lắm trong cái trường hợp đây nó gọi là về vấn đề criminal, nhưng mà thật sự nó không có nặng nề, là tại vì nó là hình sự nhưng mà chính thức cho nó là giấy giấy phạt thôi, chứ về hình sự này nó không có nặng như là nhiều vấn đề những như cái vụ hình sự khác. Hình sự nó chia ra một số những cái nó gọi là cái năng lực về vấn đề nó gọi là phạt. Thì trong cái giấy phạt mà gọi là lưu thông đó, nó nằm ở trong cái phạm vi nó gọi là Class C misdemeanor. Class C misdemeanor là tiểu hình hạng C đó, nó là thấp nhất trong vấn đề nó gọi là hình sự. Mà trong cái vấn đề hình sự thì nếu chúng ta bị Class C misdemeanor thì chỉ có vấn đề nó gọi là phạt tiền thôi, chứ không có bị tù. Nếu mà hạng B thì nó lại khác, nó đi ngược lại C, B và A nhá, giờ lên tới đại hình. Nhưng mà nếu mà C đó thì một trong những cái mà nó gọi là phạt, nó không có về vấn đề tù ở trong đó. Đương nhiên nó có một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Tôi có một người thân chủ họ bị đi tù trong cái hoàn cảnh hạng C. Nhưng mà nói về C thì cũng không phải, là tại vì họ bị phạt là phạt lưu thông. Nhưng mà khi họ ra tới tòa đó thì họ tranh chấp với lại cái người quan tòa, họ cãi lại với người quan tòa, thì cái người tòa họ giam lại theo tính cách nó gọi là bất trật tự ở trong tòa án, chứ không phải là bị phạt cái lưu thông đó mà họ đi tù. Đối với cái hạng C của lưu thông, nó là cái tiền phạt thôi, chứ không phải là nó gọi là bị tù. Cho nên trong cái khía cạnh về vấn đề nó gọi là cái giấy tờ khi mà mình nhận đó, khi mà nó gọi là giấy phạt lưu thông, thì ít nhất mình biết đó, nó chỉ gọi là phạt tiền, là phạt bao nhiêu, hoặc là vô cái lý lịch về vấn đề nó gọi là lái xe, hoặc là vấn đề nó gọi là tiểu sử về vấn đề bằng lái xe của mình thôi. Nào trong cái công thức khi chúng ta bị ngừng lại đối vấn đề mà nó gọi là về cảnh sát hay những cái cơ quan mà nó gọi là về vấn đề constable hay là những cái cơ quan gọi là sheriff của quận á, khi họ giam mình lại hoặc là giữ mình lại, thì trong cái trường hợp đó đó họ phải có một cái lý do để họ giữ lại. Thì một trong cái lý do là có nghĩa là trái cái luật lưu thông, trái luật lưu thông nó có nhiều cái khía cạnh giống như chạy lẹ, ngoẹo không bật xi nhan, hoặc là trong trường hợp nó gọi là không có nhường xe bus với mấy cái đó. Nhưng mà khi ngừng lại đó thì khi quý vị á, một trong những cái tôi khuyên là đừng có nói nhiều, càng nói nhiều á nhiều khi nó cũng không có giúp ích được. Mình có thể mình nói về vấn đề đời tư để họ nói chuyện, để có nghĩa là ông cảnh sát ông may ông có cái cảm tình với mình, ông cho mình đi thôi. Còn ngoài ra vì vấn đề nó gọi là tại sao lái lẹ, hoặc là lý do tại sao mà không để ý hay mấy cái đó cũng không cần thiết phải giải thích. Nếu chúng ta nói thì chúng ta không biết hay chúng ta không để ý thì cái đó không sao hết. Nhưng mà đừng có nói là tôi rất là xin lỗi tôi chạy lẹ hay mấy cái đó là coi như mình nhận tội rồi.
Nào, trong cái khía cạnh mà khi mà sau khi cái người cảnh sát họ đưa cho mình cái giấy lưu thông đó, giấy phạt lưu thông đó, thì cái khía cạnh đó đó, quý vị nhớ là họ sẽ bắt mình ký. Nên lưu ý là cái trường hợp ký không có ý nghĩa là mình nhận là mình trái lầm, cho dù mình nghĩ mình không có sai, hoặc là mình nghĩ là cái ông cảnh sát này ông kỳ thị, hay mình nghĩ cái vấn đề cái trường hợp này ông cảnh sát này ông không có đúng, cũng không có ý nghĩa. Ký cái tờ giấy đó là có nghĩa là mình nhận tội. Cái tờ giấy đó ký chỉ nói là mình nhận được cái tờ giấy phạt lưu thông và mình hứa cái ngày mình sẽ ra tòa thôi, chứ ký cái tờ giấy trong cái giấy phạt không có ý nghĩa là có nghĩa là mình nhận tội. Một trong những cái khía cạnh mà quý vị nên cẩn thận là nếu quý vị tranh chấp với cái người cảnh sát này mà làm cho cái người cảnh sát này họ tức giận á, tôi bảo đảm phần trăm rất là cao là khi quý vị ra tòa đó họ sẽ xuất hiện, là tại vì họ tức mình quá họ sẽ xuất hiện. Cho nên về cái khía cạnh mà mình làm cho cái người cảnh sát tức giận á, nó không có giúp ích chịu gì mấy. Nếu tức giận á, để trong lòng. Nếu tức giận chờ đi xong xuôi hết, mình muốn nói làm sao mình nói, mình muốn chửi bới làm sao mình chửi bới. Trong cái trường hợp mà về vấn đề nói trước ông cảnh sát thì tôi khuyên không nên. Nhắn lại những cái cơn giận, những cái tức giận, những cái lý do đó lại, chờ sau khi ông không có hiện diện ở đó thì mình muốn nói làm sao nói. Tại vì nói với ông, thứ nhất không có lợi gì hết, ông cũng sẽ không có tha cho mình. Cái thứ hai, ông còn tức giận, ông sẽ ra tòa, ông có nghĩa là ông sẽ làm chứng nữa. Và thứ ba, trường hợp mà về vấn đề đó, khi mà họ 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 tức giận lên ấy, có nghĩa là họ sẽ tìm cách khác để họ phạt thêm cái phạt khác nữa. Nhiều khi cái sticker của mình nó không có hạn hoặc là hết hạn rồi, hay trường hợp của mình cái đèn của mình nó bị không có nhớ, nó không có chớp hoặc là bị hỏng, họ ghi thêm nữa. Cho nên tránh cái trường hợp mà nó gọi là gây ra cái xích mích. Không phải tôi nói là người cảnh sát đã tốt hay cái gì hết, nhưng mà tôi nói là khía cạnh để tránh cái sự nó gọi là xích mích, đâm ra nó chả có giúp ích được trong cái vụ của mình. Về vấn đề giấy phạt á, thì trong đó nó sẽ có một cái ngày ra tòa. Những quý vị nào thính giả nào nhìn ở trong cái tờ giấy sẽ thấy cái ngày ra tòa. Cái ngày ra tòa đó không có ý nghĩa là cái ngày đó sẽ giải quyết cái vụ của mình. Cái ngày ra tòa đó phần đông, phải nói thẳng là phần trăm rất là cao, là cái ngày đó là mình trình diện, mình chỉ giải thích với thằng tòa là mình có nhận tội hay không nhận tội thôi. Cho nên về cái khía cạnh đó, cái ngày đó không có giải quyết được cái gì hết. Tôi khuyên những quý vị thính giả nào mà nhận cái giấy tờ mà nó gọi là phạt lưu thông thì nên liên lạc với cái tòa án xin một cái ngày, nó gọi là cái ngày có bệnh lý. Nào, mỗi một cái tòa nó khác nhau, mỗi cái tòa địa phương thành phố nó khác nhau, mỗi cái tòa của cái quận nó khác nhau, nên liên lạc với cái tòa nói là tôi muốn cái ngày nào mà có người bệnh lý ở đó nha. Tại lý do tại sao phải có người bệnh lý ở đó thì mình mới nói chuyện được, mình mới giải quyết được. Còn không có cái người bệnh lý đó mà mình trình diện cái ngày hôm đó đó, mình chỉ đi về thôi, rồi bắt đầu nó sẽ hẹn cho mình ngày khác, đâm cho mình tốn thì giờ mà hóa ra mình vội vã, mình phải chạy tới cái giờ giấc đó cho nó đúng giờ, còn không chế là mình sẽ bị phạt thêm nữa. Cho nên trước cái ngày ra tòa hoặc là trước một tuần ra tòa, hay cái thời gian trước, địa điểm trước khi ra tòa, liên lạc cái tòa đó giờ nào cũng được hết, để hỏi coi xem là cái ngày mà nó gọi là có cái người bệnh lý ở đó. Thì cái ngày mà nó có bệnh lý thì nó có hai ngày có thể nó sẽ xảy ra. Cái ngày nó gọi là về vấn đề trước khi xử thì cái ngày nó gọi là arraignment, hoặc là cái ngày pre-trial nhé. Hoặc là phần đông nó nằm trong cái ngày nó gọi là xử bồi thẩm đoàn, thì chúng ta có thể xin, nó gọi là tôi muốn xin cái ngày để xử cái vụ này trước bồi thẩm đoàn. Mà lý do tại sao là khi chúng ta xin cái ngày mà nó gọi là xử trước bồi thẩm đoàn á, thì cái ngày đó đó bắt buộc nó phải có cái người bệnh lý ở đó. Cho nên nếu mà họ không cho quý vị cái ngày thì quý vị cứ xin cho nó gọi là cái ngày để xử trước bồi thẩm đoàn đi. Không có ý nghĩa là cái ngày đó ra mình phải xử, cái ngày đó ra để mình điều đình. Thì tôi sẽ chỉ cho một số những cái công thức để điều đình nó như thế nào.